Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, Ngân và bác sĩ Trần đã từ thác lức Niagara trở về Toronto với một niềm vui chiến thắng. Vâng, ở đây tại sao Thuyết nói rằng là với một niềm vui chiến thắng? Bởi vì ở đây bác sĩ Trần và Ngân đã tuyên bố rằng là Ngân có bầu mấy tháng rồi, thì đây có lẽ đúng là cái ý của bác sĩ Trần mong muốn điều này. Không biết Ngân có mong muốn cái điều này xảy ra hay không, nhưng các bạn biết rằng khi mà bác sĩ Trần mà có con với Ngân thì chẳng có một ai có thể dám nói ra nói vào nữa, ông ạ. Cũng không có những cái câu chuyện mà những người ở như là Nguyệt có thể là xúc phạm, xua đuổi bác sĩ Trần đi nữa. Câu chuyện này lại diễn ra vào tối ngày hôm qua, khi mà như là các bạn biết rằng tối hôm qua Thuyết cũng ở đó, nhưng Thuyết đã trở về đón hai đứa con của mình để trở về nhà. Thì sau đó khoảng đâu 10 rưỡi 11 giờ thì khi đó là Đoàn Dư chuẩn bị đi về nhà thì có nói với bác sĩ Trần một câu rằng là ồ, có vẻ như là bác sĩ Trần muốn ngủ lại đây qua đêm thì phải. Đến bây giờ là gần 11 giờ mà không thấy bác sĩ Trần về. Thì ở đây bác sĩ Trần đã nói với Đoàn Dư rằng chuyện tôi ngủ lại đây hoặc tôi đi về thì là không ai có quyền can thiệp. Và chính ở đây chính câu hỏi này phải là tôi đưa ra mới nói mới đúng. Tôi và Ngân bây giờ đã coi như có con với nhau, thì cái chuyện tôi ngủ lại ở đây hay không, nó là ai có thể chê trách được đây. Nhưng với anh trong một cái cương vị gì mà đã có lúc ngủ đã ngủ ở lại đây, người ở thì không phải, người chồng thì không, người thân quen thì cũng không lốt. Vậy thì anh ngủ lại đây với cái tư cách gì? Chẳng qua Ngân là một người nó quá là lịch sự, không muốn để mất bất cứ lòng ai, không nói ra thôi. Và nhà cửa cũng rộng rãi, không thiếu gì chỗ ngủ, cho nên là coi như anh mới có thể ngủ lại được đây thôi. Chứ nếu gặp phải một người phụ nữ khác thì anh không bao giờ được ngủ lại đây. Tuy nhiên bác sĩ Trần nói vậy thì nói thôi. Còn khi mà Đoàn Dư đi về một lúc sau thì khoảng đâu 10-15 phút sau thì bác sĩ Trần cũng về. Ở đây là bởi vì nói thật với các bạn là Thuyết cũng hơi tò mò. Đêm hôm qua khi về đến nhà rồi, Thuyết như kiểu như phát điên ấy. Sau đó vẫn cứ nhắn tin cho Nguyệt biết thì biết rằng là Nguyệt đã gọi điện nói rằng là ồ chú ơi, ông Trần cũng hôm nay cũng về. Cũng không ở lại ngủ qua đêm bởi vì có lẽ là ông không có quần áo. Ồ, một con chuột trù thì cần gì phải tắm giặt, có tắm giặt đi chăng nữa thì nó vẫn hôi giống chuột trù mà thôi. Và theo thông tin Thuyết được biết thì vào sáng ngày hôm nay cả anh Đoàn Dư, cả bác sĩ Trần cùng trở lại nhà Ngân các bạn. Khác với những lần trước đây, á, mà bác sĩ Trần đến nhà Ngân cái tầm ít ra phải tầm độ khoảng 9 rưỡi, ít khi đã đến sớm hơn. Bởi vì các bạn biết là bên này mà những người như không có việc như Ngân thường thường là ngủ dậy hơi muộn. Nhưng hôm nay bác sĩ Trần lại đến sớm các bạn. Thì trong khi đó vào buổi sáng ngày hôm nay thì Hùng đã chở mẹ của mình đến nhà Ngân. Theo như thông tin mà Thuyết được biết thì chiều tối ngày hôm qua khi nghe thông tin Ngân về thì chính bà Dung cũng đã coi như là bảo Hùng, khi mà Hùng đi đâu về đó thì đã bảo Hùng là chở mẹ đến chỗ nhà Ngân để xem Ngân tình hình như thế nào. Nhưng mà Hùng bảo là thôi con hôm nay con mệt lắm rồi, không để đến mai ngày kia con chở mẹ đi. Bản thân ông Linh cũng rất là không bằng lòng cho bà Dung đến đó, bởi vì người ta mới đi về mà chưa gì cứ sồn sồn có như chạy đến, người ta có thể là coi thường mình. Trong khi đó các bạn biết tâm lý của sinh viên Hùng đúng không ạ? Bây giờ Hùng thì có con với Ngân mà bụp một cái này coi như là nghe Ngân này có bầu mấy tháng với ông bác sĩ Trần thì Hùng cảm thấy nó rất là ngượng ngùng với thiên hạ. Các bạn cứ hình dung ra như là một cái chàng trai trẻ như vậy mà ở trong cái tư thế như vậy thì khi mà gặp thiên hạ thì sẽ như thế nào đây? Câu chuyện này thì nó diễn ra lâu rồi, nó cảm thấy bình thường rồi. Tức là có nghĩa những cái khó khăn trước đây của Hùng phải đối mặt với thiên hạ đã vượt qua rồi. Tuy nhiên đây lại là một cái câu chuyện mới khác đúng không ạ? Cho nên là Hùng không nói rõ ràng hơn là Hùng chỉ đến thăm con thôi, chứ còn thì cậu ta không muốn bước chân đến nhà Ngân nữa. Đây là trong lòng của Hùng, rõ ràng nó là như vậy. Tuy nhiên vào sáng ngày hôm nay theo cái lời hứa của cậu ta là cậu ta đã chở mẹ của mình đến đây. Bởi vì trên đường đi làm thì cậu ta là chở mẹ đến và sau đó cậu ta đi làm. Thì khi vào nhà ấy, là cậu ta rẽ qua nhà để mà thăm con. Thì lúc này đã có bác sĩ Trần với anh Đoàn Dư thứ ở đây rồi. Hùng đi vào phòng khách á, thì gặp bác sĩ Trần ở đây là đang bế bé Nhẫn các bạn. Còn thì trong khi đó thì Ngân lại đang pha sữa. Nguyệt thì đang nấu coi như là
Nguyệt hôm nay là đang trổ tài nấu một một kiểu như là một kiểu nấu phở Hà Nội đấy các bạn, tức là tự mua xương về coi như là làm các nấu xương rồi tất cả các thứ là làm thành một cái món phở Hà Nội, tức là Nguyệt cũng học theo cái cách của như là của Hà Đông trước đây là nấu phở Hà Nội với bún chả đấy, các món của người miền Bắc đấy. Thì ở đây cái món phở thì ai cũng thích, cho nên là Nguyệt đang trổ tài nấu món phở. Thì khi Hùng bước chân vào thì Hùng gọi gọi bác sĩ Trần là bố các bạn ạ, bảo ôi chào bố mới về sao, Ngân khỏe không. Hùng chào hỏi rất là vui vẻ, chính bác sĩ Trần cũng ngạc nhiên, cũng không có thể là coi như là kịp được coi như đối đáp với Hùng. Thì lúc này coi như là bác sĩ Trần coi như là chào lại Hùng, hỏi Hùng là con có khỏe không, dạo này đi làm thế nào, công việc có tốt không. Hùng rất nhã nhặn nói với bác sĩ Trần là công việc của con tốt và sức khỏe của con cũng tuyệt vời. Hùng lúc này là Hùng giơ tay là đón bé Nhẫn từ từ bác sĩ Trần đang đang bế. Hùng nói rằng là ô là ông nội đưa coi như là đưa cho con là bế con trai một chút nào. Bác sĩ Trần nghe Hùng nói vậy thì đang ngơ ngác chưa biết phản ứng như nào, thì Hùng coi như là ôm ngay đứa con giật sang tay tay mình. Đấy. Sau khi mà bế được con rồi ấy, Hùng đã tâm sự với con là đêm qua con có ngủ được không, con có uống sữa được nhiều không, có tốt không. Bố chuẩn bị đi làm thì con phải ở nhà ngoan nhé, ông nội bế thì con đừng có tè ra quần áo của ông nội nhé. Hùng vừa bế vừa kiểu lựng lựng con như này và vừa kinh nói chuyện với con, cố nhấn mạnh hai cái từ ông nội. Vâng, ở đây thì khi mà nghe thì thế bác sĩ Trần sa sầm mặt, trong khi đó Ngân cũng cảm thấy rất khó chịu và Ngân đã bảo tại sao coi như là anh lại nói năng như vậy, nghe nó không lọt lỗ tai một chút nào. Thì lúc này thì sinh viên Hùng nó nói rằng ồ bây giờ tôi phải xưng hô như thế nào đây, bác sĩ Trần, gọi là bác sĩ Trần thì không đúng bởi vì đã gọi là cha con với nhau, mà chính bác sĩ Trần cũng vừa xưng hô cha con với tôi mà, đúng không ạ? Thì tôi là bố của bé Nhẫn thì bé Nhẫn không phải gọi bác sĩ Trần bằng ông nội hay sao? Ê, bây giờ gọi là gì mới đúng đây? Tôi nghe nói rằng cô đã có bầu 2 tháng với bác sĩ Trần, thì bây giờ khi cô mà đẻ đứa bé đó ra thì chắc chắn nó phải gọi bác sĩ Trần là bố rồi. Vậy mà coi như là tôi gọi ông bác sĩ Trần là bố thì con tôi phải gọi bác sĩ Trần là ông nội chứ. Và đứa con của hai người phải bắt buộc phải gọi con tôi là chú chứ không thể gọi là anh em được. Lúc này là bà Dung từ bên ngoài chạy lon ton vào, lại 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 có chuyện gì với nhau đây. Lúc này bà Dung coi như là bế bế cháu, tức là muốn ôm cháu từ tay Hùng sang. Hùng đưa con cho mẹ bế và trước khi cậu ta quay đi làm thì cậu ta nói với ông Trần là tôi không muốn là từ giờ là ông bế con tôi nữa. Ông có rất nhiều con rơi con vãi mà ông chúng nó đang mong muốn ông được ôm, được bế, nhưng mà ông thì lại không ôm, không bế chúng nó. Đứa bé bên Trung Quốc 4 tháng tuổi, ông có thể đi về bên đó ôm con của ông. Rồi bé Huy 6 tuổi, nó rất cần cái sự ôm ấp của ông. Rồi thì Trần Trân nữa, có những đứa con rơi con vãi của ông rất rất nhiều. Chúng nó thèm cái hơi ấm của tình thương của người cha thì ông lại không ôm ấp. Trong khi đó đứa con của tôi có rất nhiều người đây rồi. Nó có cả ông bà nội, nó có cả bố cả mẹ ở đây thì nó không cần cái sự ôm ấp của ông. Cho nên là từ sau tôi không cần ông ôm ấp con tôi làm gì hết. Còn riêng với cô Ngân, tôi nói để cho cô biết như này. Nếu cô vẫn cứ khăng khăng không nghe lời mọi người á, thì tôi nói thật với cô, tôi cũng không cần phải tranh giành để nuôi con với cô. Trước đây thì tôi sẽ nghĩ là bằng giá nào tôi cũng sẽ tranh giành để nuôi con, tranh giành coi như để tôi nuôi con. Đấy. Nhưng đến bây giờ mà cô vẫn cố tình có bầu rồi mà không đi coi như là phá thai đi, mà cô nuôi đứa bé cố tình muốn đẻ ra ấy, thì theo tất cả các thông tin cô được biết, cô biết, cô hiểu rồi đó. Tất cả các thông tin đều nói rằng nếu mà cô cố tình sinh em bé thì có thể cô sẽ vỡ tử cung, cô không sống được đâu. Như vậy thì tôi đâu cần phải tranh giành quyền nuôi con với cô làm gì nữa. Cho nên là tôi có một lời khuyên là cô đừng nghe người ta, mà cô phải nghe lời bác sĩ, cô phải đi viện ngay lập tức để khám, đến bệnh viện để khám. Bác sĩ phụ sản người ta sẽ khám cho cô, người ta sẽ đưa ra những lời khuyên rằng là cô nên sinh em bé hay là không nên sinh em bé. Đấy. Trong trường hợp này, 100% các bác sĩ sẽ nói với cô rằng là cô không thể là sinh em bé được nữa bởi vì tuổi cô cao. Cái thứ hai là cô vừa mổ đẻ xong thì cô sinh em bé sẽ gặp nguy hiểm và lúc đó cả cô và cả em bé sẽ coi như mất mạng. Cho nên là cô phải suy tính trước đi. Còn nếu cô cố tình á, mà làm chuyện đó sự không cố tình để sinh em bé thì tôi không cần phải tranh chấp con với cô.
Còn ngược lại, cô không lấy ông bác sĩ Trần mà cô đi phá cái thai đi, hủy cái đứa bé đó đi, thì lúc đó quyền nuôi em bé, quyền nuôi bé Nhẫn vẫn thuộc về của cô, tôi không tranh chấp. Tôi cũng không cần tranh chấp trong cái chuyện mà cô đi lấy ai, bởi vì ngay cả bây giờ cô đi lấy bất cứ ai mà tôi chỉ cần đưa ra cái giấy cô bị bệnh tâm thần một cái thì coi như đám cưới đó, cái giấy ly hôn đó không ai dám ký vào đấy đó cả, đúng không ạ? Không có pháp luật nào công nhận để cho cô đi lấy chồng trong khi cô bị bệnh thần kinh, nhưng mà tôi sẽ không làm chuyện đó. Cái vấn đề ở đây là có thể giải quyết với nhau bằng lời nói thôi, chứ tôi không thích rằng là kiện nọ kiện kia ra tòa lọ ra tòa kia, bởi vì muốn dù sao đi chăng nữa tôi vẫn là cha của bé Nhẫn và cô là mẹ của bé Nhẫn. Nó có bé Nhẫn sau này nó lớn lên, cô hình dung ra xem nó sẽ có những câu hỏi như thế nào khi đặt đặt ra các câu hỏi về người mẹ, về người cha của nó. Vâng, có lẽ sinh viên Hùng đã nghĩ nhiều ngày qua, và trong đêm hôm qua cậu ta trước lúc mà quyết định đưa mẹ đến đây, cậu ta đã nghĩ ngợi rất nhiều rồi, cho nên là cậu ta đã nói hết lời hết nước với cả Ngân, với cả bác sĩ Trần. Sau đó cậu ta quay đi, Ngân lúc này rất là bực bội, đã hét lên nói với Hùng rằng là tôi chỉ cho phép anh một tuần, chỉ trong ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật anh đến thăm con một lúc một nhát thôi, chứ tôi không có cho quyền anh đến đây hàng ngày nữa để mắng nhiếc tôi nữa. Lúc này thì bà Dung đã phải vào cuộc, bà Dung coi như là kéo Ngân cứ lựng con dâu thế lọ thế kia, con đừng chấp ló thế lọ thế kia, nó ít tuổi như vậy, nó mới có 20 21 tuổi thì con chấp ló làm gì, đừng nghe lời nó. Mẹ ủng hộ con, ủng hộ con lấy bất cứ ai, người ta nói rằng là ép dầu ép mỡ, ai nỡ là ép duyên. Con yêu bác sĩ Trần thì con cứ lấy bác sĩ Trần, con đừng coi như là để tâm vào những cái lời nói của thằng Hùng. Nhưng có một cái chi tiết mà mẹ thấy nó nói đúng, tức là con phải đi bệnh viện để khám thai, bởi vì con đã nhiều tuổi rồi và coi như là mổ đẻ rồi, cho nên là sẽ khi mà có chữa thì sẽ gặp nguy hiểm, cho nên là chuyện này không thể đùa được đó. Còn quyền lấy ai hay như nào là đó là do con quyết định, con không nên bị bức xúc về những cái lời thằng Hùng nó nói làm gì cả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Thuyết cũng không biết nói như thế nào với bà Dung trong câu chuyện ngày hôm nay nữa. Ở đây thì bà ấy thì đồng tình với Ngân trong câu chuyện Ngân quyết định lấy bác sĩ Trần. Rõ ràng là bác sĩ Trần rất thích bà Dung, bởi vì bà ấy chính là một đối tác, bà ấy và Ngọc Bích là những cái đối tác ủng hộ bác sĩ Trần trong câu chuyện này, đúng không ạ? Vâng, thì chuyện đâu nó còn đó, và thực sự ra một khi mà Ngân đã có chửa với bác sĩ Trần rồi thì cũng chẳng biết nói thế nào, đúng không ạ? Trong câu chuyện này các bạn biết đó, Thuyết đã khuyên rồi, thì đến bây giờ cả Hùng cũng nói rằng là nếu mà Ngân không đi bác sĩ thì có thể sẽ bị khi mà sinh em bé sẽ bị bục cái tử cung ra và coi như để mất mạng. Thì thật sự ở đây nghe Hùng nói như vậy có vẻ như Hùng còn hiểu biết hơn Thuyết rất nhiều nữa trong cái chuyện sinh đẻ nữa. Thật sự ra là Thuyết mù tịt trong chuyện này, không hiểu được nhiều lắm. Ở đây thì nói về vấn đề này thì một bác tên là Thái Bình 9797 có đưa ra một lời bình luận như này, tôi đọc để quý khán thính giả cùng tham khảo. Ngân có chửa không đến nỗi nguy hiểm vậy đâu. Có nhiều người cũng mổ và có thai chỉ sau vài tháng vẫn đẻ mổ bình thường. Chỉ mổ sớm hơn vì sợ thai to quá thì nguy hiểm. Bây giờ mọi chuyện an bài rồi, không ai khuyên Ngân được đâu. Ngân và bác sĩ sẽ lấy nhau. Tiền của Ngân sẽ của con Ngân, cũng là con bác sĩ Trần nữa. Vậy bây giờ để an toàn cho bé Nhẫn, Hùng hãy nuôi. Tiền 200 triệu chia đôi, bé Nhẫn 100 triệu để Hùng là người bảo trợ, giữ cho bé đến năm bé 10 bé tuổi 18 tuổi. Còn lại Ngân biết giữ cho con đang ở trong bụng thì làm ủy quyền cho luật sư giữ cho bé đến năm 18 tuổi. Nếu không làm vậy thì số tiền đó chỉ để bác sĩ nuôi con của vợ trẻ, vợ lớn bên Trung Quốc và bồ trẻ là con mặt quỷ thì chỉ cần tiền thôi. Đàn ông thằng nào chả được có tiền của lão già thì bảo bồ trẻ cho nó thỏa mãn bản thân. Nói chế ông Linh làm lương thấp, nó chê ông Linh làm lương thấp mà nó nói nó yêu Hùng du lịch, không việc làm. Thế mà Ngân tin, bây giờ sau mấy ngày lại là một thằng khác. Chuyện sắp kết thúc rồi, mọi người có bức xúc, có người vui. Thôi, tất cả là số phận của người trong cuộc, chẳng ai làm gì được. Chúc mọi người vui vẻ, bình an.
Vâng, xin cảm ơn bạn Thái Bình 9797. Nếu nói như bạn Thái Bình thì câu chuyện nó dễ quá dễ dãi rồi đúng không ạ? Vấn đề ở đây á, chính Ngân là không đồng ý để cho Hùng nuôi nuôi bé Nhẫn. Đấy, cái điều đầu tiên. Ngay cả cái thời kia mà trước lúc mà Vinh có con, Vinh chưa mang con đi thì coi như Ngân cũng đã không cho Hùng để nuôi bé Nhẫn rồi. Cho nên là trong câu chuyện này thì Hùng nếu muốn nuôi bé Nhẫn thì bắt buộc phải kiện thôi. Đấy. Chứ còn Ngân có cho nuôi đâu, đúng không ạ? Chứ Ngân bây giờ mẹ cho Hùng nuôi bé Nhẫn thì Hùng quá ok rồi. Đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai là nếu nói như bạn Thái Bình rằng là Ngân và bác sĩ Trần là có thể đẻ ra đứa con không đến mức độ bị mất tính mạng. Thế nếu nó xảy ra cái sự nguy hiểm thật sự lúc mà mất tính mạng thì sao? Chẳng có một người mẹ nào đẻ mổ xong được 2-3 tháng lại đi lại chữa tiếp mà lại đẻ tiếp nữa. Tức là cái thời gian nó quá gần đúng không ạ? Bởi vì trong quy định của người ta phải 1 năm rưỡi sau, 1 năm rưỡi đến 2 năm sau thì mới có chữa thì mới được. Chứ còn đây mới được có 2-3 tháng đã chữa rồi thì coi như là cái vết mổ đó nó rất là nguy hiểm. Đấy, nó phản khoa học. Cái thứ hai là cái vấn đề ở đây là tuổi quá cao. Đấy. Trên là bác nói rằng là không nguy hiểm như mọi người nghĩ thì theo thuyết nghĩ là điều này không đúng rồi. Đấy. Một vấn đề khác nữa rằng là khi bác sĩ Trần có con với Ngân rồi và hai đứa bé cùng ở với Ngân thì liệu rằng tính mạng của bé Nhẫn có an toàn hay không và tính mạng của Ngân lúc đấy có an toàn hay không. Đó, trong video ngày hôm trước nữa, đó, Thuyết có nói rằng là nếu bác sĩ Trần thật sự yêu Ngân ấy, thì không cần làm đám cưới vội. Thì cứ để đó, tiền thì làm ủy quyền hết cho bé Nhẫn đi và có thể sinh viên Hùng đứng tên số tiền đó đúng không ạ? Bởi vì bác sĩ Trần chỉ yêu Ngân thôi mà, đâu cần tiền của Ngân. Thì nếu đã không cần tiền thì số tiền này Ngân chuyển cho Hùng đi. Đấy, để chuyển cho con, tức là Hùng nuôi con đi. Làm như vậy thì coi như bác sĩ Trần mới chứng minh được tình yêu của mình chứ. Còn nếu bây giờ bác sĩ Trần coi như là nói rằng là coi như là tiền đó lại chia đôi cho đứa bé và coi như là ở cùng đứa bé thì nghe nó không hợp rồi, đúng không ạ? Trong câu chuyện trước đó, sinh viên Hùng có nói một câu mà Thuyết thấy rằng là không được. Tức là cậu ta nói rằng cậu ta sẽ không kiện lấy đứa bé lại để cho coi như là ở cùng Ngân. Bởi vì Ngân sẽ không thể sống được một khi mà vẫn cứ để cái thai này. Đó. Thì khi mà Ngân không thể sống được thì lúc đó thì quyền nuôi đứa bé là chắc chắn là về tay của Hùng rồi, đúng không ạ? Nó là như vậy. Đấy. Nhưng mà lúc đó sẽ xảy ra nguy hiểm. Nếu mà Hùng nói như vậy thì nói thật là không đúng một chút nào. Ở đây là nói rằng là nếu nói như vậy thì chẳng nhẽ biết chết mà không cứu hay sao? Đó là một lý do. Lý do thứ hai là Hùng có tin tưởng được trong cái thời điểm đó không? Thời điểm rằng là bây giờ có như bé Nhẫn, bây giờ Ngân mới có bầu không biết 2 tháng hay sao, tức là 7 tháng sau mới mới đẻ bé đúng không ạ? Thì trong 7 tháng đó là bé Nhẫn là ở cùng bác sĩ Trần, thì trong 7 tháng đó liệu bé Nhẫn có an toàn hay không? Chỉ cần một thời gian 7 tháng thôi, liệu có an toàn hay không nào? Đó. Một khi bây giờ coi như là Ngân để sinh bé mà một người người ta ví dụ có một âm mưu nào đó mà muốn lấy cái số tiền đó chẳng hạn thì bé Nhẫn sẽ rất là nguy hiểm. Ở đây các bạn nhìn thấy đúng không ạ? Rõ ràng là bé Nhẫn nguy hiểm. Đấy, ví dụ như bây giờ người ta sau có con thì người ta ai chả muốn con của người ta được hưởng toàn bộ số tài sản đó. Thế thì bé Nhẫn mà là Hùng để cho coi như là bé Nhẫn ở cùng với bác sĩ Trần trong vòng 7 tháng nữa thì thực sự là nguy hiểm cho bé Nhẫn luôn. Cho nên là trong chuyện này nếu nói như Hùng cũng không thể được. Cậu ta ở đây là cậu ta chỉ muốn nhấn mạnh rằng là nếu Ngân cố tình sinh em bé thì Ngân sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng thôi. Nhưng cậu ta chưa nghĩ ra cái vấn đề. Trong thời gian mà từ bây giờ cho tới khi Ngân sinh em bé thì đó chính là cái thời gian nguy hiểm cho tính mạng của con cậu ta. Trong cái lời bình luận của bạn Thái Bình, Thuyết không đồng tình một chút nào. Không đồng tình ở đây là nói như vậy là khuyến khích để cho Ngân sinh em bé. Bởi vì Thuyết không đồng tình lý do tại sao. Bởi điều này nó quá nguy hiểm đến tính mạng của cả hai mạng người đúng không các bạn? Cho nên ở đây là phải coi như là lường trước cái chuyện đó đi. Chứ còn thì ai cũng biết rằng là ví dụ như là hủy cái bào thai đi thì nó mang gọi là cái tính thất đức đúng không ạ? Nhưng mà vì cái tính mạng của người mẹ thì không nào thể là đẻ được cái chuyện đó được. Nếu Ngân chưa có con cơ, nó lại còn làm một chuyện khác thì bảo ồ thôi cố tình để sinh con ra. Nhưng bây giờ có con rồi, thậm chí là có cả 2 đứa con, chẳng qua Ngân không biết giữ gìn thôi chứ đúng không ạ? Còn thì nếu mà Ngân biết giữ gìn thì không lấy bác sĩ Trần thì Ngân còn có 2 đứa con cơ, thì đâu cần thiết gì coi như phải thêm một bé nữa. Trong khi đó cái phần trăm ấy, mà Ngân khi sinh em bé là mất là cả hai mẹ con đều gặp nguy hiểm về tính mạng nó rất là cao.
Và vấn đề cốt lõi bây giờ cũng như sinh viên Hùng nói đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa Ngân bây giờ phải ngay lập tức đến coi như bệnh viện để khám, khám xét xem các bác sĩ về phụ sản nói gì với Ngân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ Thuyết sẽ đến với một cái lời bình luận khác của một bạn tên là Vũ Thị Thanh Xuân, nói về mệnh trời. Nếu mà cứ nói về mệnh trời mà buông bỏ thì thật sự ra cũng chẳng biết nói thế nào, đúng không ạ? Tức là kiểu như là bây giờ như trong câu chuyện của giữa Hùng, giữa Ngân và bác sĩ Trần như vậy, bạn Vũ Thị Thanh Xuân cho rằng ôi tất cả nó ra số, số mệnh của ông trời quy định rồi, thì thôi cứ để kệ, để cho nó như vậy đi. Nếu thế thì nguy hiểm lắm. Nếu thế thì nguy hiểm đến cả tính mạng của cả mẹ cả con, đúng không ạ? Rất là khó nói. Bây giờ Thuyết xin chia sẻ lời của bạn Vũ Thị Thanh Xuân 1243. Bạn ấy viết như thế này: Mọi người ơi, số phận mọi người đã được ông trời sắp đặt. Tiếc cho Ngân là cuộc đời ông trời thật khéo đùa. Bản chất thì là tính tốt, hiền lành, tin người. Tôi nghĩ không ai chống lại được mệnh trời. Ngân cũng thế thôi, trẻ mạo hiểm bất chấp lấy chồng già tận trời Tây. May thay chồng chết để lại ít của. Khi có ít tiền mọi người ngộ nhận Ngân là quý bà, tiền có như mơ. Mọi người hãy nhìn lại cách chọn chồng của Ngân có nhiều điều không ổn. Không tiền muốn đổi đời thì lấy chồng Tây già, có tiền thì hú hí với con nít mới lớn. Ở đây tôi thấy anh Thuyết gọi Ngân là quý bà, danh quý bà chỉ đánh giá trên sự vùng tay của đồng tiền. Ngân đã dùng tiền hủy hoại một tương lai của một du học sinh, dù cuộc sống dần ổn định nhưng cuộc đời Hùng là một vết dơ không tẩy rửa được. Cũng vì hành động tình dục của Ngân góp phần giết chết con Tám Trang và nhiều người khác, cuộc đời phải thay đổi. Đối với người thừa tiền vung tay giải quyết mọi vấn đề, tiền rất đơn giản, hỏi đời tiền, hỏi đòi tiền ra Ngân có gì. Còn cuộc tình giữa ông Trần và Ngân, tôi nghĩ là kết quả của đợt chọn chồng. Ngân thì cần người thỏa mãn tình dục, đưa ra kế sách tuyển chồng. Ông Trần hoa mắt vì đồng tiền, mưu mô xảo quyệt. Hai người này kết hợp tạo lên tấm bi kịch cho những người chung quanh. Tôi không đứng về bên nào, chỉ theo dõi kênh để biết chuyện đời. Nhưng bây giờ tôi có thể nghĩ rằng, dù là chính nghĩa hay phi nghĩa thì cũng nhìn vào số tiền 200 triệu đô la được và mất mà thương thay cho Ngân. Nhưng mọi người nhớ rằng Ngân dùng 200 triệu đó để tuyển chồng. Tôi chỉ ngưỡng mộ tình yêu của anh Thuyết và chị Ái Khanh. Tình yêu đó không triệu triệu đô nào mua được. Mong anh chị hạnh phúc cuối đời. Anh chuyển chuyện tình khác đi. Vâng, xin cảm ơn bạn Vũ Thị Thanh Xuân. Bạn ấy có lời khuyên là nên chuyển một câu chuyện tình khác chứ không không nên nối tiếp câu chuyện tình này. Nói thật ra có rất nhiều quý khán thính giả cũng mong muốn là câu chuyện tình kết thúc. Tất nhiên là khi mà nó chưa kết thúc, chưa biết rằng là cuộc sống của Ngân sẽ lấy ai, đúng không ạ? Ở vậy hay là lấy người đàn ông nào? Số tiền này đi đâu? Bé Nhẫn rồi thì sinh viên Hùng, số phận ra sao? Rất rất nhiều mảnh đời khác. Nó chưa kết thúc thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người sẽ không yên. Các bạn biết rằng là Thuyết mới chỉ coi như là không lên video trong một ngày thôi thì có hàng trăm hàng ngàn quý khán thính giả đã sốt ruột rồi, đúng không ạ? Muốn hiểu biết xem câu chuyện tình này nó kết thúc như thế nào chứ. Còn bây giờ mà bỏ ngang chừng thì nhiều người sẽ mất ăn mất ngủ đấy. Nó không giống như cái cách nghĩ của bạn Vũ Thị Thanh Xuân đâu. Vâng, trong cách nhìn của bạn Vũ Thị Thanh Xuân thì bạn ấy nói rằng bạn không đứng về phía bên nào. Đấy. Thì điều này thì ok. Nhưng cái câu mà bạn nói rằng là dù chính nghĩa hay phi nghĩa thì cũng nhìn vào cái số tiền 200 triệu đô đó ấy và chỉ có biết thương cho Ngân mà thôi. Thì theo Thuyết nghĩ rằng cái câu nói này nó chỉ đúng một nửa thôi. Nó đúng một nửa. Đây là như thế nào theo Thuyết nghĩ? Bên chính nghĩa ấy, họ cũng vì tiền, cũng vì số 200 triệu của Ngân, nhưng họ muốn rằng là cái số tiền này phải vào được cái người được hưởng. Đấy. Ví dụ như là bé Nhẫn là con của Ngân phải được hưởng số tiền này. Hoặc là bây giờ cái số tiền này, ví dụ như là một người nào đó lấy Ngân vì một cái tình yêu từ trái tim của mình thì người đó có thể là được hưởng, đúng ạ? Và đứa con của người đó hoặc là của Ngân, tức là ví dụ như bây giờ là lấy ông David James hoặc một người nào đó đi mà người ta yêu Ngân thật lòng đi và sau này người ta coi như là cũng được hưởng số tiền đó và đứa con của Ngân là bé Nhẫn được hưởng số tiền đó, chứ không phải là
số tiền này lại đi nọt vào một người như là bác sĩ Trần, bởi vì bác sĩ Trần đến với Ngân không phải là tình yêu thật sự. Thì cái phe chính nghĩa họ không mong muốn cái số tiền này lọt vào tay của một kẻ gọi là chỉ đến vì vì tình, à vì tiền chứ không phải là vì tình. Đấy, nó khác nhau ở chỗ đó chứ. Chứ còn thì nếu nói như như bạn ở đây là bạn gì nhỉ? Bạn 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 Vũ Thanh Xuân nói rằng là tất cả đều chỉ vì tiền thôi, thì ở đây là theo thuyết nghĩ là nó là không đúng. Vâng, thưa quý vị khán thính giả và các bạn, Thuyết mà đọc được rất nhiều những lời bình luận khi mà ngày hôm qua Thuyết có lỗi không lên sóng được với quý khán thính giả, trong đó có bạn Nguyễn Minh Hằng viết rằng mai mà anh Thuyết không lên sóng thì em sang đến tận Canada xé xác anh ra, trong khi đó có rất rất nhiều người khác lo ngại là Thuyết đã bị coi như là bị hại rồi thế nọ thế kia. Xin cảm ơn tất cả sự quan tâm của tất cả mọi người, thực sự nó không có mức độ gì đến mức độ như thế đâu. Khi nghe bạn Minh Hằng nói rằng là mai mà không lên sóng thì sẽ xé xác ra, thì Thuyết lại nhớ đến câu nói của bà Dung. Bà Dung khi mà ghen với ông Linh, coi như là nói với cái gì nhỉ, với cái cô gái tên là Tình kia, coi như là ta sẽ về ta xé xác mày ra. Nghe rất là ghê. Tuy nhiên là với trước mặt ông Dung, à ông Linh rồi, thì với người tình của ông Linh thì bà Dung như vậy thôi. Nhưng mà khi đứng trước mặt Ngân với lại đứng trước mặt bác sĩ Trần thì coi như bà Dung lại hiền như con chi chi. Nói thật với các bạn là Thuyết cái nghe cái câu là hiền như con như chi từ ngày bé đến bây giờ, nhưng mà nói thật ra cũng chưa hiểu cái nghĩa hết đâu. Chỉ biết là hồi xưa các cụ đánh chắn thì đánh chắn nó có con chi chi thôi, không biết tại sao nó hiền như con chi chi, cũng không hiểu như nào nữa. Thì trong câu chuyện này các bạn biết không, bà Dung rất là hiền lành khi mà đối xử với Ngân và bác sĩ Trần. Khi Ngân bị sinh viên Hùng mắng té tát như vậy ạ, thì Ngân đã coi như ức chế và khóc khóc lóc, bởi vì sinh viên Hùng nói rồi, nếu mà cố tình sinh em bé thì sẽ bị bục tử tử cung ra và có thể mất mạng. Thì ở đây là coi như là ý của Ngân suy nghĩ Hùng rằng là vì là Hùng ghen tức không muốn Ngân có một em bé khác với một người khác nữa, có thể là sau đó thì sẽ phải chia tài sản cho hai đứa bé, đúng không ạ? Hoặc là coi như là vì cái lòng ghen tuông thế loại thế kia mà Hùng cay cú Hùng nói như vậy. Ý như là nguyền rủa Ngân, và nếu mà đẻ một em bé nữa ra thì sẽ bị chết. Nhưng mà thực ra Ngân nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực thế là sai, bởi vì chính Hùng có nghĩa là thương Ngân mà thương thương cả đứa con chưa ra đời, đúng không ạ? Nếu mà chẳng hạn mà điều đó nó xảy ra thì như thế nào đây? Lúc đấy có mà trời cứu, bác sĩ Trần chả là cái gì mà cứu được. Bác sĩ khoa sản người ta còn chưa dám khẳng định thì làm sao bác sĩ Trần có thể cứu được trong cái chuyện đó. Thì khi mà Hồng đi rồi á, là bà Dung coi như là kéo tay, ôi rồi hôm nay thì Ngân được cả hai người coi như là nâng đỡ, như là nâng như nâng trứng. Tức là một bên thì bà Dung dắt tay coi được, ôi thôi thôi con đi ra ăn phở đi, Nguyệt nó nấu xong rồi đó. Bên kia thì bác sĩ Trần cũng dắt một bên tay nữa, tức là hai người đưa Ngân như là đưa hoa hậu, coi như là để lên lãnh phần thưởng bằng ấy. Bà Dung vừa dắt tay Ngân đi vừa nói, được rồi, để mẹ bảo là để Hùng nó ít đến đây thôi, đến đến nhiều lắm chuyện, thỉnh thoảng nhớ con thì đến. Vâng, không biết nói như nào với bà Dung nữa. Trước kia thì bảo là ô bây giờ có con với nhau rồi thì đi về nhà đây, cùng về nhà một một nhà ở cho nó đỡ tốn tiền, đúng không ạ? Ngày xưa thì nói như vậy, đến bây giờ thì lại bảo là ít đến thôi. Vâng, trong phần cuối của video này Thuyết sẽ chia sẻ một lời bình luận của bạn An Nhiên 1925. Bạn ấy viết rằng: bác Tuyết ạ, à, nghe video này bác Thuyết đã đồng quan điểm với cái tên năng băm nào đó thì tôi thấy quá liên thuyên, phản khoa học. Tại làng quê xã Lạng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang quê tôi, cách đây đã hơn 30 năm cũng có cô đồng giáp bờ sông Thương đã bị nhà nước dẹp. Hồi đó khắp các nơi trở về người lớn bị nhà nước ta dẹp từ hồi đó. Thuyết ủng hộ hay không thì đừng có loa loa phóng lên mạng về trường hợp cái ông lăng băm đó. Video này tên Điệp và tên Sáng kia cũng là cùng một âm mưu, đồ ác quỷ như tên Nhạc Không Quần kia đó. Chúng ta ai cũng nhìn thấy rồi, chỉ có bọn chúng là vẫn bênh nhực vực nhau đó mà. Ông Trần cứ phóng sinh động được đến kỳ với bất cứ người đàn bà nào, nó gặp thì xã hội có loạn luân không? Tôi ủng hộ cháu Trần chân mãi. Cháu đáng sống vì cháu biết lẽ phải trên đời này. Cháu thật xứng đáng câu các cụ dạy, cha sinh không tày mẹ dưỡng. Cháu hoàn toàn xứng đáng với những lời ủng hộ của các ông bà, cô bác, anh chị em dành cho.
mẹ cháu và số ít của mẹ cháu bắt phải cháu phải xin lỗi thì kẻ đó càng xấu hổ và nhục nhục thay cho cuộc đời mà hơn 40 năm qua cháu Trần Chân đã phải chịu đựng. Sống được như cháu Trần Chân và biết đúng sai như thế còn vinh quang hơn cái người mà nó mới nhận là bố của cháu mới có mấy tháng nay. Mến chào và chúc mọi người nhiều sức khỏe. Đừng để con rắn độc kia nó hại các vị nhé. Vâng, xin cảm ơn bạn An Nhiên rất rất nhiều. Tuyết nhớ vào ngày hôm qua khi mà lúc chuẩn bị chia tay nhau ra về thì Trần Chân có nói một câu là đúng là chưa bao giờ cháu vui được như ngày hôm nay. Thỉnh thoảng coi như là chú bác đưa đưa hai em đến đây để cho các em chơi cùng rất là vui. Vâng, khi mà nghe Trần Chân nói vậy thì đúng là ai cũng cảm thấy xót xa. Bởi vì những cái điều rất là giản đơn, chỉ là một cái buổi chơi vui cùng các em nhỏ thôi, nhưng Trần Chân cảm thấy quý hóa, rất là quý hóa trên cuộc đời này. Bởi vì mấy khi cậu ta được chơi vui với nhiều trẻ nhỏ thế đâu. Cho nên là khi mà có thêm cả hai đứa con của Tuyết này, đứa con của Tuấn này, rồi hai đứa con của Phạm Hoa nữa thì năm sáu coi như anh em nó chơi với nhau thì Trần Chân cảm thấy cuộc đời nó quá là vui, và cậu ta chỉ mong muốn là sẽ tiếp diễn có những cái cuộc vui như vậy. Cái điều đó nó rất nhỏ nheo, rất là nhỏ nhỏ nhen đối với những em bé khác, nhưng với Trần Chân thì nó lại thực sự là rất là lớn, một cái điều mong mỏi rất là lớn. Vâng, trên là đó các bạn thấy không? Niềm vui của người này có thể là nỗi buồn của người kia. Trần Chân đã được mẹ coi như là trong suốt mấy chục năm qua đẩy mình đi đến những công viên, những cái chỗ gì gì để dạo chơi. Thì chắc chắn trong những cái buổi đó các bạn hình dung ra xem Trần Chân sẽ có ý nghĩ như thế nào. Chắc chắn là Trần Chân sẽ nhìn những em nhỏ chạy tung tăng ở trên những cái bờ thảm cỏ như vậy thì sẽ có những cái ước ao, sẽ có những cái đôi chân mà được như những em bé đó, đúng không ạ? Đây là một cái niềm mơ ước rất đơn giản. Mà coi như là Trần Chân mong muốn, nhưng nó lại là rất lớn. Cho nên ở đây là chúng ta hiểu được sự thiếu thốn tình cảm của Trần Chân như thế nào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video của Thuyết hôm nay xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.